Chào tất cả các bà con đã quay trở lại cái kênh YouTube của Lang Thang Sài Gòn. Xin thưa quý vị, thì hôm nay tôi quay lại đây. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến quý bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Xin thưa quý bà con, thì sự việc của gia đình Trầm Súng thì đến bây giờ nó cũng đã quá rõ ràng. Tất cả các bà con chúng ta đang có một cái sự nhầm lẫn nó vô cùng lớn. Đó là cứ nghĩ rằng là sau khi Trầm Súng về quê thì mọi chuyện nó sẽ không có một cái sóng gió, mọi chuyện nó sẽ kết thúc cho cái sự ồn ào của những cái thành phần gọi là ăn mày ăn bám lên cộng đồng mạng. Tuy nhiên xin thưa quý vị, những ngày vừa qua tuy là Trầm Súng không ở tại Sài Gòn nhưng sóng gió mà do gia đình này gây ra thì chưa có cái dấu hiệu gọi là lắng dịu, mà ngày càng nó có những cái chiêu trò gọi là mới mẻ hơn, bằng cách là cũng khóc thuê khóc mướn, bằng cách là cũng đưa những kênh YouTube bài đàn để bảo vệ cho cái thành quả mà nó cố công nó gây dựng. Đó là một cái tập đoàn chuyên dàn dựng để mà có những cái chiêu trò để đánh vào cái lòng thương hại từ bi bác ái của một số bà con phương xa nhằm để trục lợi về tài chính. Điều đó xin thưa quý vị, nó đã bắt nguồn từ năm 2021 và đến bây giờ nó nghĩ rằng dễ ăn, dễ nuốt. Đấy. Nó chấp nhận đạp trên cái luân thường đạo lý, đạp trên một cái cụm từ thiện nguyện để nó bất chấp, để nó đưa ra những cái tình huống. Đấy. Và đến bây giờ xin thưa quý vị thì cũng bị cộng đồng mạng lên án, cũng bị rất nhiều kênh YouTube đứng ra để phản biện cho sự việc này. Thì bây giờ đó, nó cũng phải bảo vệ thành quả. Đó, vì con đường của nó đi, chén cơm của nó đã đang bưng lên mà bị người khác đánh đổ thì xin thưa quý vị nó tức lắm. Cho những ngày vừa qua đấy, một là nó đi lắp lỗ, hai là nó thuê những cái kẻ mà gọi là vô học để đứng ra có những cái câu từ để dẫn dụ, dẫn dắt cộng đồng. Đó là hai vị đại gia mà bất động sản. Đấy. Hai vị đại gia mà bán có một miếng đất thẻo mà cái như là bán là mấy năm trời bán không hết, cứ liên tục lên cộng đồng mạng cái gì cái rau miết đó quý vị. Đấy là cái con Nga Quỳnh với con Đại Bình Dương nữa, hai con đấy. Đấy. Mà cái sự việc này xin thưa quý vị thì nó không còn lạ. Nếu nói về gia đình Trầm Súng xin thưa quý vị, nó không còn lạ gì với chúng ta. Mà một trong những cái hiện tượng nó vô cùng là thân quen, nhưng vì sao lại được những kẻ này nó bảo vệ như thế? Vì nó có cái quyền lợi trong đó. Nó đang lợi dụng hình ảnh của những người tai tiếng để nó trở thành người nổi tiếng. Và nó trục lợi trên chính những cái đồng tiền mà nó gọi là nó là một cầu nối, một thiện nguyện viên để mà đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng xin thưa quý vị, tôi cũng đã từng nói rồi, gia đình Trầm Súng không có phải là gia đình khó khăn. Đấy. Gia đình Trầm Súng là năm 2021 được sự dẫn dắt của Lê Văn Thiện và cũng được nhận một khoản tiền rất lớn. Cho nên cảm thấy là ăn quen nhịn không quen. Đấy. Vì thằng Thiện tôi cũng đã từng nói rồi, nó là một kênh YouTube chỉ biết quay không có biết xác minh, chỉ biết nhận tiền rồi tìm cách mà coi như là chống chế chứ không có biết xác minh trường hợp đó như thế nào, đúng hay sai. Và điều đó xin thưa quý vị, nó cũng đã thể hiện rất rõ trong tất cả các nhân vật mà Lê Văn Thiện cũng đã dày công nghiên cứu để đưa lên cộng đồng mạng cho chúng ta xem những thước phim nó vô cùng kể như là rỗng về cái giá trị nhân văn trong công tác thiện nguyện. Đấy. Và đến bây giờ quý vị thấy gia đình Trầm Súng, cả cha cả mẹ Trầm Súng vẫn như thế, vẫn ra rả cộng đồng mạng, vẫn có những câu từ, đấy, vẫn có những cái hành động, đấy, liên tục đứng bào chữa, đứng bảo vệ cho những cái hành vi sai trái của mình, cho những cái hành vi mà con của mình gây ra trong khoảng thời gian là hơn một năm trời. Đấy. Mẹ Trầm Súng có nói một câu rằng Trầm Súng nó không sinh ai, Trầm Súng nó là một người hiền lương, nó là lương thiện. Tôi hỏi quý vị bây giờ đó, ngay cả cha mẹ mà nó lên đất Sài Gòn, nó cũng gian lận để nó lấy bằng được cái xe nó gì à? Đấy. Và bây giờ đó quý vị thấy nó nói gì? Cái xe đó là xe của là nó lấy chỗ cái như là của cái bà gì mà trước mà cầm ở tại An Giang đó, à, tại tại Kiên Giang đó. Đấy. Được một mạnh thường quân bên kênh mình là dấu yêu cho kể như mấy triệu rồi nó lấy. Và nó cho lại cha nó, mà những ngày vừa qua cha nó sửa thế này thế khác rồi nó đem cái xe đó về là vì nó biết chắc ăn là cái cuộc sống ở Sài Gòn là cha nó trụ không nổi, nó tính cái đường đó đó quý vị.
Bây giờ mang chắc là những cái gì mà có được của nó nhận từ Mạnh Thường Quân là cả nhà nó tìm cách nó tuồn về trước. Đấy. Mà nó tuồn về những ngày vừa qua, những cái mà người ta mua cho nó tuồn nó còn bán rồi. Đấy. Thì bây giờ hết đồ bán rồi. Nó cũng là cái tuồn cả cái xe của cha nó, cái tài sản cuối cùng và gọi là cái phương tiện đi lại để ông mưu sinh tại đất Sài Gòn. Nhưng nó vẫn chuồn. Đấy. Nó vẫn tuồn về. Đấy. Và nó nói một câu rằng cái như là bây giờ đồ đạc của cha nhiều lắm, ở phòng của cha nhiều lắm cho nên không còn chỗ để. Nói quý vị thế, đi bằng hai bàn tay trắng mà lên đất Sài Gòn một khoảng thời gian rất ngắn thì được rất nhiều người quan tâm, chú ý, yêu thương. Đấy, cũng cho một khoản tiền, cho một số cái vật dụng liên quan trong cuộc sống hàng ngày. Thì đó là một trong những cái món lời mà nó nghĩ nó dễ, dễ cướp, dễ chiếm được. Đấy. Nó sống trên một cái sự nhơ nhớp trên tình thương của người khác. Đấy. Và những ngày vừa qua quý vị cũng thấy rồi, nó liên tục, nó vừa tại đất Kiên Giang, nhưng sáng cà phê, chiều lại kể như là dẫn vợ đi ngắm kể như hoàng hôn. Tới cuộc sống nó còn như là sung sướng hơn là kể như là những người mà họ kể như đi lao động kiếm sống này quý vị. Một thằng ăn mày. Đấy. Thì vì sao nó vương giả như thế? Vì thời gian vừa rồi nó nhận tiền nhiều lắm quý vị, nhận tiền nhiều lắm. Cho nên nó bất chấp. Sáng cà phê tán dóc, mở cả những hàng trăm kênh YouTube đấy, để mà đánh bản quyền. Lộ cái tên trọng súng của nó không? Bây giờ nó còn nói là cái tên thương hiệu, tên bản quyền. Cái tên đó, thưa quý vị, bây giờ nghe nhắc tới là ói rồi. Nghe nhắc tới ói rồi, không biết thằng cha nuôi của nó có làm cho cái tên thương hiệu hay không đấy. Chứ còn tôi nghe tên trọng súng tôi bật ói rồi đấy. Mà nó có biết cái thủ tục mà để đi làm cái tên thương hiệu của quý vị đấy. Mà nó nói đúng rồi quý vị, như là có một vị mà cá nhân cũng hiểu biết lắm ở xã hội, hiểu biết lắm thế này thế khác. Nhưng thật sự đó, một trong những cái mà cái thằng này tôi cũng đã từng nói, nó có những cái chiêu trò đấy, có những chiêu trò mà xin thưa quý vị quá trơ trẽn, mà nó không có nhục, nó lên cộng đồng mạng như đúng rồi, lên cộng đồng mạng như là một người kể như là cái gì cũng biết hết đấy, nhưng cái mọi cái biết nhục không biết đấy. Những ngày mà nó bước từ Sài Gòn, nó bước về kể như Kiên Giang, nó chỉ buôn bán một khoảng thời gian rất ngắn, mà bây giờ cứ tèn tèn chơi, sáng cà phê tán dóc, chiều là dẫn vợ đi đón hoàng hôn đấy, tối lại là coi có cái gì nữa không là cái tán dóc tiếp đấy. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, những thành phần đó có đáng được cưu mang giúp đỡ không? Mà ra rã rã nó là cái như đáng thương, đáng tội. Mẹ trọng súng thì nói một câu, do con tôi nó hiền, ai nói nó cũng cười, ai nói nó cũng cười, mà mọi người cứ vào hoàn cảnh của nó mà sẽ một mình của nó mà cái như nuôi 4-6 miệng ăn đấy, thì nó không khổ sao được, nó không lâm nợ sao được. Tôi hỏi quý vị, bây giờ nuôi bao nhiêu miệng ăn vậy mà đã có cái danh dự, đã có cái sĩ diện thì mình để là mình nuôi, mình tạo dựng ra được thì mình mới có cái trách nhiệm đấy. Mà mình phải làm hết sức cật lực của mình đi. Đằng này xin thưa quý vị là cái bây giờ mai chắc là cái như từ lúc mà được cha nuôi mà dẫn dắt lên đất Sài Gòn kiếm được mớ tiền đó, thì coi như cảm thấy là chay lại, chay lười lao động đấy. Cứ nghĩ là bây giờ cộng đồng mạng xã hội có trách nhiệm với nó. Cho nên quý vị thấy những ngày vừa qua đó, sáng cà phê, chiều dẫn vợ đón hoàng hôn đấy, trưa là gặp những thằng YouTube ngồi để tăng dốc đấy, nổ. Tôi hỏi quý vị, cuộc sống như thế nó còn gì bằng đấy. Và bây giờ đó, cái chiêu bài vẫn là cái chiêu bài cũ là kể như là cho con đi học. Thì bây giờ trồng súng nó có những cái mà thức phim nó đưa dưới tại quê hương là kể như là đưa thằng Phúc vô đó, mà trong cái trường là không có bất kỳ một em học sinh nào mà chỉ quay lướt qua được đôi ba giây đó. Rồi đó là hôm nay là Phúc được đi học rồi quý vị. Đó là một trong những cái chiêu trò để mà kể như là cũng câu tiền Mạnh Thường Quân. Và cái xe của nó đưa về cũng là một trong những hình thức, cũng là cảnh báo Mạnh Thường Quân bây giờ không có tiền sửa, cũng gạ ra kiếm tí tiền. Đấy. Và mẹ trọng súng thì liên tục lên trên cộng đồng mạng. Nó là bây giờ hy sinh cho con cho cái. Đấy. Để làm gom tiền lo cho mấy đứa cháu này học, để sau này thất học như bả, rồi bị người ta chửi. Xin thưa quý vị, người ta chửi bả không phải là chửi bả thất học. Đấy. Mà người ta chửi bả vì sao? Bả là ăn mày, mang chắc là kiểu như là cũng giống mẹ nào con nấy thôi, râu nào sâu nấy thôi. Đấy. Nó một nồi với nhau hết quý vị. Cộng đồng mạng đóng góp ý kiến là không có lắng nghe, không có hiểu, mà thậm chí hiểu mà cố tình kiểu như là giả ngu.
Đấy. Cho nên những ngày vừa qua quý vị thấy cái sóng gió cộng đồng nó liên tục cái như nó nổi trội. Đấy. Những ngày vừa qua là tôi nghĩ là cái như chắc là im xuôi tất cả, chứ không nghĩ là cái như là bị cái con Nga Quỳnh như là cái thằng Phúc ở Nam Dùng Chó nó vô nó quay liên tục, cũng có những câu từ trả treo. Đấy. Đã ăn mày cộng đồng mạng mà liên tục là cái như là không chấp nhận ăn mày. Đấy, cứ nói là ai cho bà nhận thôi, thật sự bà không ăn mày, bà không xin ai. Nhưng mà ai cho bà nhận? Mà bà đâu phải minh tinh quý vị, đâu phải một người nổi tiếng. Mà kể như là cứ liên tục đưa cái mặt mình lên cộng đồng mạng, giống như đúng rồi, mà lên cũng chào như đúng rồi. Ai cần bà chào? Đấy. Ai cần bà cái như có những cái lời chào như thế? Mà bà chào miết mà bà cảm thấy rằng cái như là bà không biết ngượng. Người ta không cần muốn bà lên mạng để mà đánh vào cái lòng thương hại của người khác. Vì cái hình ảnh của gia đình bà mang chắc đưa lên mạng là một trong những cái sự mà cái như là xúc phạm người nhìn. Đấy. Mà vẫn liên tục lên đó rồi đưa ra rồi chào rồi hỏi chứ đúng rồi đó quý vị. Đấy, mà không hiểu rằng những cái hành động đó là bị cộng đồng mạng có những cái phen dậy sóng. Đấy. Mình phải hiểu mình là ai, mình là người trong cái xã hội này có một cái địa vị gì, có tiếng nói quan trọng hay không. Mà lên cộng đồng mạng là như đúng rồi đó. Cái những hình ảnh đó mang chắc là đưa lên cộng đồng mạng là để coi như là làm những tấm gương xấu cho thế hệ con cháu chúng ta sau này. Chứ không có một cái gì gọi là lan tỏa tốt đẹp. Nhưng mà vẫn đưa lên, vẫn thích đưa lên, vẫn còn gạ kiếm tiền mạnh thường quân, ráng làm để mà lo cho cháu ăn học. Tôi hỏi quý vị, cháu của bà đâu phải là mới đây. Cháu của bà là nó tồn tại từ lúc mà nó còn ở Rạch Sỏi Kiên Giang kìa. Đấy. Từ lúc đó bà còn để cháu bà lên cộng đồng mạng ăn mày một khoảng thời gian rất dài. Năm 2021 đó là ăn mày trên đó. Tại sao lúc đó cái như không cái như có tiền, khi bà xin được một số tiền của Mạnh Thường Quân rồi, không khuyên con khuyên cháu để mà cái như nó giữ lại khoản tiền đó để mà nó lo cho cháu ăn học. Nếu đó là một người bà, một người ông biết lo cho cháu, thương cháu. Đấy. Ta phải định hướng. Đường nào tiền là cũng nhận của Mạnh Thường Quân rồi, phải định hướng là con ơi, cái tiền này là người ta cho để cho cháu nó ăn học thì giữ lại cho nó ăn học. Đấy. Chứ đằng này mang chắc là cái như là phần ai cũng nói tranh thủ nhau mà tiêu hết số tiền, bây giờ quay ngược lại ăn mày nữa. Tôi hỏi quý vị. Đấy. Tôi hỏi tất cả các bà con, cái hành động như thế mà gọi là thương con thương cháu, thương bằng cái mồm, thương bằng nước bọt. Đấy. Thương kiểu đó, đó. Thương con thương cháu mà ngay cả bây giờ thằng con trai của mình đưa cả hình ảnh của con của cháu, đưa cả một cái gia tộc ra để nó kinh doanh trên cái tình thương của người khác, mà vẫn cái bình chân như vậy, vẫn đứng lên cái nghĩ mình là người nổi tiếng. Đấy. Vẫn có những cái chiêu trò. Đấy. Thì tôi hỏi quý vị, bây giờ cái gia đình này mang chắc là kiểu như là mình nói thì nói nhiều, người ta kiểu như cũng nói là mình nói mang nghiệp, nhưng thật sự không nói là không được, không nói cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó có lỗi với là cái như những người mà cái họ còn mù mờ, gọi là những cái fan cuồng. Đấy. Mình thật sự rất có lỗi những fan cuồng của là cái bên của Trọng Súng. Đấy. Rất có lỗi. Vì sao? Mình biết những vấn đề đó là những chiêu trò mà mình không nói. Đấy. Những fan cuồng, những fan u mơ đấy, rồi nó nhảy rồi đó, nó a vô cổ suý, rồi nó có những cái chiêu trò để mà nó dẫn dụ, để chiêu trò mà nó tiếp tay. Đấy. Đó là một trong những hành vi của những kẻ này, là nó tiếp tay để phá hoại đi một cái sự thật, đó là lợi dụng công tác thiện nguyện để trục lợi cá nhân. Đấy. Để sống nhẫn nhơ trên đồng tiền của người khác. Thì tôi hỏi quý vị, có đáng được lên tiếng hay không? Có đáng được lên án hay không? Rất đáng được lên án và rất đáng chỉ trích. Đấy. Nói khi nào mà người ta kể như là bớt ló cái mặt cộng đồng mạng, nói khi nào người ta biết là có hai cái từ liêm sĩ. Đấy. Thì chúng ta có thể là dừng. Chứ còn cái sự việc này, xin thưa quý vị, nó cũng đã rõ mồn một rồi, chứ nó không phải là một cái gì mờ mờ ảo ảo. Đấy. Cái gì cũng là kể như nó lo cho con cháu, nhưng cuối cùng con cháu vẫn là thất học. Con cháu vẫn là kể như là sống dựa dẫn vật vờ vào cái tình thương của người khác. Tôi hỏi quý vị, lo cho con cháu kiểu đó thì ai lo cũng được. Lo cho con cháu kiểu đó thì xin thưa quý vị, xã hội hiện đại lo bằng cái mồm. Đấy. Mà cũng đang mượn hình ảnh chính con chính cháu của mình để mà kể như là trục lợi trên đồng tiền của người khác, trục lợi tình thương của người khác, thì lo cái gì. Đấy. Giờ kể như nó mới có lọt lòng mà bách nó đưa cái hình ảnh ra để mà kinh doanh, để mà nuôi chính bản thân của mình. Thì tôi hỏi quý vị, cái một người cha, một người mẹ, một người ông, một người bà như thế mà cứ liên tục nói là lo cho con, cho cháu, thương con, cho cháu, thương cái gì lạ vậy? Nhiều người họ thương lắm, nhưng họ thương họ có cách, thương họ giáo dục, thương họ cho ăn cho mặc, đấy, họ dạy dỗ, họ cho đến trường,
Chứ còn gia đình là thấy thương mà thương con hay cháu kiểu tôi rất sợ. Tôi rất sợ tình thương như thế quý vị. Họ thương bằng cái mồm, thương bằng nước bọt thôi. Đấy. Mà mục đích của họ là đưa ra những hình ảnh đó để mà cái như trục lợi trên tình thương của người khác. Trên những ngày vừa qua quý vị thấy, bây giờ mụ nói mụ ráng làm để lo cho thằng Phúc ăn học thì chẳng khác nào cái như bây giờ cái như bà đứng lên mà cộng đồng mạng bà xin thêm tiền mạnh thường quân. Đấy. Ngay cả con của bà còn lên dối lừa lại còn lấy một số tiền đó về Kiên Giang, rồi khi mà cái như là cái thằng Bình Định dấu yêu nó đưa lên một thước phim nói lên đến chính. Cái chuyện đó là chuyện của gia đình của nó, nhưng mà để người ta đã phát hiện ra rồi, người ta cũng biết cái tẩy rồi mà lên đến chính đúng rồi đúng quý vị. Đấy. Nó còn nói bây giờ cái kế hoạch là cha của nó là nó tính kỹ rồi, bây giờ còn mấy tháng tiền nhà đấy nữa thì nó ở hết đó rồi, cái cha của nó cũng cuốn gì đây chứ, với giờ đất Sài Gòn mà như thế thì sao sống được, đi ăn mày mà bây giờ hết thời rồi đấy, thì thâu tiền đó mà sống. Chứ cũng đang có những định hướng gọi là tương lai lâu dài, để bây giờ nhà cửa thuê hết rồi chỉ còn cha dìa nữa là có nhà ở đấy. Mà cái những có mỗi cái chiếc xe là phương tiện đi lại đấy, nó cũng đèn đầu cái như là nó cũng cổm đi dìa. Đấy. Thì tôi hỏi quý vị, một thằng con như thế đó, để ra hồi đó mà nếu mà để ra một cái trứng mà cái đem cái như luộc ăn nó còn khỏe hơn là cái để trồng xuống bây giờ. Cha mẹ mình lên cộng đồng mạng bị xã hội chỉ trích, bị xã hội xem thường, bị xã hội lên án. Mình là một người con không có một trách nhiệm với cha mẹ mà vẫn ung dung tự tại như đúng rồi. Đấy. Vẫn lên để lấy những cái tài sản cuối cùng của cha của mẹ mình về để mà ở tại quê hương. Thì tôi hỏi quý vị, nó có biết thương cha thương mẹ nó không? Đấy. Cho nên cái gia đình này xin thưa quý vị, nó là một trong những cái mà cái như nhau hết. Cha thì không thương con thương cháu. Đấy. Con thì kể như cũng là lợi dụng tình thương của xã hội, lợi dụng tình thương của trong cái gia đình. Đấy. Rồi còn dâu rể tất cả các kiểu là nó như một đống tạp nham. Cho nên ấy, người ta nói là nồi nào ấp dung đấy, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy là cái chuyện nó đúng. Đúng quý vị, đúng so với trường hợp của Trầm Súng là tôi nghĩ là đúng 100% luôn. Vì những cái kênh mà kênh Nga Quỳnh rồi con Bình Dương rồi những ngày vừa qua bảo vệ Trầm Súng này. Đấy. Ma chắc là cái như là để mà cái như là bảo vệ những thành quả của chính những thằng Trầm. Đấy, chứ không phải bảo vệ riêng Trầm Súng đâu. Đấy. Cho nên mục đích của nó là lên để mà cái như là đánh lạc hướng, lên để mà dẫn dụ dư luận theo một chiều hướng khác. Đấy. Cho nên những ngày vừa qua quý vị thấy cái con Bình Dương này nó lên nó ra rã trên cộng đồng mạng mà nó nói đâu có gì ra cái gì đâu. Đấy. Cái gì nó nói cũng được mà cái mà cái nó bức nhục nó không thể nó làm được. Có hỏi quý vị, một con đàn bà đấy mà cái lên cộng đồng mạng nói toàn những cái mà nó sai cái sự thật thì tôi hỏi quý vị có nên hay không? Đấy. Toàn những cái chiêu trò đấy, mà những chiêu trò này xin thưa quý vị là cái như mục đích của nó là để chèo lái đấy, để lèo lái kể như là đánh lạc hướng của những bà con, đánh lạc hướng của những anh em mà đi phản biện một cái điểm gốc, đi phản biện những cái sự thật nó trơ tráo, đó là cái như là lợi dụng tình thương người khác để trục lợi bằng hai cụm từ, đó là thiện nguyện. Đấy. Nhiều lúc nó sướng sướng lên là nó đi làm từ thiện. Đó là một trong những cái mà chúng ta phải cần đáng được lên án, cần kể như là đưa ra những vấn đề này để phân tích mổ xẻ nhiều hơn nữa, để cho bà con hiểu, để bà con cảnh tỉnh, để bà con cảnh giác. Đấy. Và clip tới tôi sẽ nói về cái chị bán cơm và ông tòa te, tôi sẽ phân tích một cách rất rõ ràng với là cái nhà chú $5. Thì clip này tôi cũng xin tất cả các bà con cho tôi kết thúc clip đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả các bà con chúng ta cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý bà con, hẹn gặp lại quý bà con trong những clip tiếp theo.